nó về kho ở cầu bộ luôn. Dạ. Qua cầu qua chính mốc, chính mốc qua cầu bộ bên trái là có kho Tiki. Thì Sài Gòn về cái hàng này đã Sài Gòn về cũng của Tiki luôn, nhưng mà ở kho Sài Gòn thì nó chuyển về kho Cần Thơ. Con là tụi con là đội vận chuyển của Tiki Cần Thơ thì con đi giao. Cô lâu lâu có để hôm rồi con có ghé đây một lần giao hàng cho cô, hay là nhầm nhầm bên đây nè 36, nhưng mà 36 thì 63 63 nhưng mà bên đây nè. Hôm con có ghé một lần con hỏi lộn nha, nghĩa là con giao hàng nhưng mà con để đây cũng là 63 rồi giao tới bên. Là cô thấy con chạy một vòng đây mà này chiếc cúp, hôm nay chiếc cúp đi sửa rồi lấy xe vợ đi đỡ. Thì nó từ cái của màu này giống màu kia không ta, giống hai cái màu không đi gan ha. Ủa có mi luôn hả, này mi 8 mi sao màu cũng giống vậy. Tại nó từ cái này nhảy qua dữ liệu qua đây nè, để nó không phải rồi đặt, ok có cài đặt cái đít hộp này. Hộp đít này, đít này giới thiệu điện thoại coi cái mi á, cái này nè, cái mi nè, mi là 600-9954 600-9954 chỗ này 600-9954 coi rồi là nó đang xe 64 gì rồi. Rồi cảm ơn anh.